không đổ đầy. À, quán này mở từ mấy giờ đến mấy giờ vậy bé hả? Từ 2 giờ đến 8 giờ. 2 giờ chiều đến 8 giờ tối hả? Thì bé hiện giờ là học lớp mấy? Lớp 10. Lớp 10. Vậy bình thường là buổi chiều là mẹ bán, rồi sau đó là bé về bé phụ hả? Dạ mẹ, tại vì giờ trước tiên là chưa có người nên mẹ phụ em. À. Sau đó thì khi nào có người thì mẹ đứng quản lý lúc em đi học ha. À, rồi. Cái nhân này gồm những gì cô? Tôm. Dạ. Yeah. Rồi. Rau củ cũng hành mình. Dạ. Rồi màu gạch tôm. Dạ. Còn gia vị thì bình thường thôi. Đám này mắc trong bao lâu cô? Mà này lâu lắm á. Tại vì tôm phải bằm, thịt phải bằm, cũng hành phải bằm, gì phải bằm hết. Nhưng mà cái này là tôi làm không kịp. Dạ. Tôi phải xào chín trước, giờ mình chỉ sơ lại thôi, mình kịp bán. Dạ.
máy lấy như đó rồi chú ạ. À. Học lớp 10 trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ ở quận 9 này luôn. Dạ.